Không làm thì không được, mà mình làm cũng không xong. Nhưng nếu giúp ảnh thì ảnh sẽ thương mình, mình còn được ở gần ảnh. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Hey, có người tiếc tiền á vì chuột bà già này ra. Người ta nói mà, 10 đứa con á không nuôi nổi bà già. Đúng vậy, có sai đâu. Hey, người ta nói con gái yêu lạ lắm nghe, ngộ lắm. Yêu chi cho lắm rồi cắn nhau đau vậy. Mà nè, thằng nào mà nó phản bội con gái của má, má hứa nha, má sẽ cạo đầu á từ cha cho tới con. Má hứa luôn á. Má thôi đi được không má? Má cho con 5 phút bình yên trong căn nhà này được không má? Con này, má là má thương con, vậy mà con la má nữa. Ta nói cha mẹ nuôi con, biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, vậy mà còn rầy má nữa hả? Buồn. Má thương con thì má làm ơn đừng có phá con nữa đi. Con lạy má luôn đó. Mệt hả? Trời, con với cái, trời ơi, có ai vô phúc như tôi không trời? Em muốn đi. Anh biết là em khó quyết định lắm, nhưng mà em sẽ giúp anh. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Em cứ nói đi. Đơn giản thôi. Và điều quan trọng là em cần anh đứng sau lưng hậu thuẫn cho em. Em yên tâm, có chuyện gì em cứ nói với chú Lâm. Chú Lâm sẽ hỗ trợ cho em. Nhưng mà em cần anh hơn. Tất nhiên, anh sẽ theo sát em. Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần anh làm sai một chút thông tin trong hồ sơ dự thầu thì số tiền này cũng đủ để cho anh vui chơi mấy tháng lận. Thiên Phát Lộc không những dư tiền mà còn thừa gái đẹp. Không uổng công tôi đến đây. Còn tiền á, tôi nghĩ là cô không đủ tiền để cá độ với tôi một ván đâu. Cô gái xinh đẹp à. Anh vẫn chưa mở ra xem mà. Anh cứ xem xong đi, rồi anh trả lời em cũng chưa muộn mà. Chơi sọp ha. Mời vô. Chào anh. Mời cô ngồi. Một nhân viên ngân hàng mà lại đi cửa hậu cho một công ty xây dựng, vậy là sao? Đây là sự hợp tác có lợi cho cả hai bên, anh nghĩ sao? Không hổ danh là người đàn bà dưới trướng của Huỳnh Đức Lợi. Anh nói vậy là có ý gì? Anh nói gì tôi cũng được, nhưng mà đừng xúc phạm anh Lợi. Cô cầm tiền của mình về đi. Trước khi gặp đối tác, cô nên tìm hiểu kỹ người đó là ai. Tôi lấy làm tiếc cô đã đánh giá thấp về tôi. Anh cứ từ từ đi, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Nếu như số tiền này anh cảm thấy quá ít thì tôi sẽ cố gắng để mà. Một miếng bánh ngon, tôi không có đi gì đi nhường cho thằng khác.
Đó là nguyên tắc của tôi. Cái gì thuộc về nguyên tắc thì không thể di dời được. Một điều cơ bản như vậy mà cô không hiểu sao? Ok, nhất định là anh phải gọi lại cho tôi. Tôi sẽ chờ đó. Đường đường chính chính là nhân viên ngân hàng, làm ăn luồn cuối như vậy, xin lỗi không tiện. Người của công ty Thành Phát không những từ chối mà còn sỉ nhục tôi nữa. Anh ta là người đầu tiên dám đối xử cho tôi như vậy đó. Chuyện này để tôi lo. Anh. Cậu chủ. Cô làm việc cái kiểu gì mà người ta lại nói tôi là dùng gái để lobby vậy? Cô giải thích đi. Chính em cũng là người bị người ta sỉ nhục. Anh không an ủi thì tôi mà còn ở đó la em nữa hả? Nè, đừng khóc nữa. Cứ để từ từ rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi mà. Anh ăn nhanh lên đi. Xong rồi. Tính tiền chú ơi. Nhiều ạ? 50 em. Có bớt không? Bỏ luôn 50. Cảm ơn. Đi. Sao đâu? Bùi Tư, cậu đưa Sang Hô đi đâu vậy? Đi ăn. Cậu đưa Sang Hô đi ăn những quán gì vậy hả? Tôi thấy ở đây ngon mà. Đâu có sao đâu. Ở đây hả? Ăn còn ngon hơn ăn ở nhà hàng nữa. Cô nên biết chỗ nào nên đến, chỗ nào không cần đến. Cô đâu còn là trẻ con nữa. Anh đừng quản lý tôi như là món đồ chơi nữa được không? Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ra ngoài để thay đổi không khí chứ. Anh cứ nhốt tôi ở trong nhà hoài. Cô lên xe, để tôi chở cô đi ăn nhà hàng. Tôi mới vừa ăn xong rồi. Anh thích thì đi ăn một mình đi. Tôi đi về với Bùi Tự. Đừng nghiền đó. Tôi nói cô lên xe đi, cô đừng có cãi. Tôi nói cho cậu biết. Dạ. San hô không có được bình thường, cậu phải cẩn thận. Cậu bị tâm thần, đầu óc không có được sáng suốt, nhiều lúc không kiểm soát được đâu. San hô mà bị tâm thần thì ông cũng là điên chứ không bình thường gì đâu ha. Ở đó nói người ta. Alo. Chị chỉ vợ sắp cưới vui chứ. Anh là ai vậy? Tôi đang ở gần anh thôi. Biết gì thì rút hồ sơ dự thầu trước khi quá muộn. Đàn ông với nhau á, cứ gặp mặt mà nói.
Ai vậy anh? Ném đá vô tay hả? Thằng này không có ham. Công thủ danh là giám đốc Thành Phát. Được lắm, tôi nhắc lại lần nữa. Một là rút hồ sơ dự thầu, hai là nhận sắp cưới. Anh chọn đi. Cố gắng nói thì cố gắng gặp. Chuyện gì vậy anh? Alo. Ừ, ok. Anh ơi, rắn hỗn mang trong nhà đó anh. Hả? Anh sao vậy anh? Alo, xem ra anh không biết sợ rồi. Vậy thì 3 ngày nữa chuẩn bị đi hốt xác vợ đi. Sao cậu đến trễ vậy? Cô chủ đi ngủ rồi. Đưa cô chủ mấy cuốn sách đó, mai cô thi rồi, để cô ôn bài. À vậy hả? Vậy cậu đưa cho tôi, để tôi mang lên cho. Cho con vô đi, có mấy chuyện muốn nói với cô chủ nữa. Cậu cứ nói đại với tôi đi, tôi sẽ nói lại với cô chủ. Ủa, bộ cô chủ có chuyện gì hả? Không, vì cậu là con trai, vô phòng con gái ngủ, lỡ ra có chuyện gì. Không sao đâu, cho con vô đi, tại con muốn gặp san hô mà. Với lại cô đi chung với con có gì đâu sợ. Thôi được rồi. Cứu tôi với. Cứu với. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cậu. Cậu. Buông ra. Thôi thôi. Cứu tôi với. Cô có chuyện gì vậy? Thôi không có gì đâu. Cậu về đi. Cô chủ bữa nay không có được khỏe. Xảy ra chuyện gì? Cô chủ xảy ra chuyện gì? Nói tôi biết đi. Không giấu gì cậu, cô chủ đêm nào cũng như vậy. Sáng dậy thì lại bình thường. Tôi ở riết rồi tôi cũng quen. San hô không có được bình thường, cậu phải cẩn thận. Cậu bị tâm thần, đầu óc không có được sáng suốt, nhiều lúc không kiểm soát được đâu. Vị trí giám đốc điều hành của tôi đã ấm chỗ từ lâu rồi. Tôi cũng đâu mặn mà như xưa nữa đâu. Hôm bữa có mấy tờ đơn kiến nghị, nhưng chẳng có quan trọng gì. Lát nữa tôi qua ăn với ông. Anh à, hội đồng quản trị có ý kiến gì về công việc của anh sao? Bà biết gì về điều hành với quản trị? Bà nấu thì ăn một mình đi, lát nữa tôi ra ngoài ăn. Cô sẽ không ở đây lâu nữa đâu. Mời anh. Ly này để chúc mừng cho sự hợp tác thành công của chúng ta. Ok. Uống đi anh. Chỉ cần đêm nay á, em ở với anh, em muốn gì cũng được hết. Ok.
Chuyện của anh muốn á thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn chuyện của em thì sao? Được rồi, đợi một chút. Alo. Làm như những gì tôi đã dặn nha. Ok. Anh thật là tuyệt vời. Em bắt đầu thích anh rồi đó. Uống đi anh. Rồi. Uống tiếp đi anh. Uống đi. Uống đi, uống đi. Phải vậy chứ. Anh Sáng. Anh sao vậy? Anh Sáng. Được rồi, cẩn thận nha. Nè nè, nằm đây nha. Em định đi đâu? Em vô tắm chút xíu. Anh để lẹ nha em, anh không đợi lâu được nữa đâu. Em đã giải quyết xong đối thủ cuối cùng của anh rồi. Anh thưởng gì cho em đây? Em làm tốt lắm. Anh hứa sẽ thưởng cho em. Nè, tối nay anh dẫn em đi ăn tối ở nhà hàng sau phố nha. Em thấy sao? Anh hứa đó nha. Được rồi, vậy nha. Lát nữa gặp. Anh Sáng. Em xong rồi nè. Anh. Cố gắng làm cho tốt, tôi sẽ trả thêm cho cô. Chị yên tâm, đây là nghề của tôi mà. Chú Tảo Đỏ, đợi san hô lâu chưa? Tại vì hôm nay con đi thi dễ mà đường kẹt xe nữa, cho nên con tới trễ, chú đừng giận con nha. Dạ, chị uống gì ạ? Cho tôi đi cam giác. Dạ. Mà chú Tảo Đỏ hẹn con ra đây có chuyện gì không? Thôi con không đi mua đồ nữa đâu nha. Hôm bữa mình đã mua nhiều đồ mới lắm rồi. Anh lại mà thấy mình mua nữa, ảnh la con á. Chú Tảo Đỏ bị sao vậy? Chú bị bệnh hả? Để con đưa chú đi bệnh viện nha. Con nên rời xa Đức Lợi nhà chú đi. Chú nói gì vậy? Con không hiểu. Con đừng ngạc nhiên quá như vậy, chú thấy không quen đâu. Biết điều thì nên rời xa Đức Lợi đi. Sao chú nói vậy? Mà con đâu có làm gì đâu. Cô gây ngu làm tôi khó chịu quá. Cô không có gì để so sánh với thằng Lợi nhà tôi cả. Cô không nghe câu đũa móc mà rẹo mâm son à? Thằng Lợi là giám đốc một công ty lớn, có học thức đàng hoàng, trong khi cô chẳng có gì. Hai bàn tay trắng, lên Sài Gòn bám lấy con trai tôi. Nhưng mà
Anh Lợi đâu có nói như vậy với con giống như chú nói đâu. Nó bị cô làm mê muội, biết gì nữa đâu mà nói. Nhưng mà con không có mà. Sao cái đầu của cô chậm hiểu quá vậy? Cô thất nghiệp, không học hành, không có một gia đình tử tế nữa. Điều này không những ảnh hưởng đến sự nghiệp của thằng Lợi mà còn ảnh hưởng đến tôi nữa nè. Bội tử cha bạn nào làm vệ sĩ cho người đẹp cực khổ lắm hay sao mà nằm dứt da dứt dưỡng vậy? Sang hô đâu? Hồi sáng cổ đi thi á, xong rồi cái cổ nói đi taxi cho nó đổi không khí, cho nên tôi về đây nằm chứ biết làm gì đâu giám đốc. Đi thi hồi sáng mà bây giờ chiều rồi chưa thấy mặt là sao? Tìm sang hô đi. Tìm xong tôi sẽ hỏi tội cậu sau. Đi tìm đi. Dạ. Tôi kêu cậu đi tìm, cậu còn nằm đó làm gì? Nhanh lên. Dạ. Chú nói đúng, con không có những điều như chú nói, nhưng mà con không phải là người xấu. Con quý anh Lợi và con quý cả chú nữa. Anh Lợi cũng thương con lắm mà. Cô đừng biện minh làm gì vô ích. Trước đây đúng là tôi có quý cô như thằng Lợi quý cô, nhưng càng tiếp xúc với cô tôi thấy cô rất tệ hại. Hôm trước chú còn động viên con thi tốt, sao hôm nay chú lại nói con xấu xa như vậy? Con thật sự không thể nào hiểu nổi chú. Chú không có giống anh Lợi. Cô không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy. Những gì tôi cần nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ tốt nhất cô nên dọn đi đi. Dù chú có nói gì con cũng sẽ không rời xa anh Lợi, nếu như mà không có lý do nào khác. Con không nhớ quá khứ, nhưng mà đó không phải là lỗi của con. Anh Lợi cũng đã giúp đỡ con rất nhiều. Nếu như mà con tự động rời xa anh ấy, chắc chắn á, anh sẽ buồn lắm. Mai mốt chú đừng có nói với con mấy chuyện này nữa, con không muốn nghe đâu. Cô đồ lý lắm. Không lẽ ông ta muốn mình qua đêm để trừ nợ? Đại gia gì mà tính toán dữ vậy không biết nữa. Chào anh. Chào em. Cảm ơn anh. Mời em ngồi. Anh đợi em có lâu không? Anh cũng mới đến thôi. Em ơi, cho lên món đi. Dạ. Sao, chỗ này có hợp với em không? Anh đã chọn rồi thì làm sao mà em chê được chứ. Em mời anh. Mời em. Hắn lại tính dở trò gì nữa đây, làm sao mà trốn bây giờ. Khách ngon miệng. Mời em. Em cảm ơn anh.
anh chu đáo quá. Anh có chuyện muốn nhờ em. Anh có chuyện muốn nhờ em hả? Ừ. Trời, em có tài cán gì làm sao mà giúp anh được chứ? Có một cô gái thân thế không rõ ràng, không gia đình, không biết từ đâu tới mà cứ bám riết thằng con trai của anh, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thằng con trai duy nhất của anh. Vì vậy anh muốn em đóng vai giờ sắp cưới của thằng con anh đến gặp cô ta. Nhưng mà chuyện này... Em đừng có lo, cô ta không tạt axit em đâu, giả lại có anh đứng ra bảo kê mà. Nhưng mà ý của em không phải như vậy. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ làm chuyện này hết đó. Em sợ em nói cổ không tin đó. Em yên tâm đi, chỉ cần em gặp cô ta và nói những gì anh đã dặn, vậy là được rồi. Cô ta lì lắm. Anh nghĩ kỹ rồi, chỉ có em mới đủ khả năng nói chuyện với cô ta. Nhưng mà em... Nè, không lẽ em không muốn giúp anh sao? Nếu chuyện này mà không xong, anh phải đi Nha Trang sớm đó. Anh đi Nha Trang hả? Em chỉ nói vậy thôi chứ anh đã nói rồi mà, làm sao mà em không giúp anh được. Có vậy chứ, mời em. Mời em. Cô là san hô đúng không? Ủa, chị là ai vậy? Tôi có hẹn với chú Tảo Đỏ mà tôi đâu có quen biết chị đâu. Chú Tảo Đỏ đó. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô quyến rũ được chồng sắp cưới của tôi. Chị nói gì vậy? Chồng sắp cưới nào? Tôi đâu có biết. Cô đừng có giả vờ nai tơ nữa. Cô cậy vào vẻ đẹp đồng nội của cô hả? Không có cửa đâu. Tôi nói cho cô biết, người ngồi trong xe hơi, người mà cô gọi là chú Táo Đỏ, chính là ba chồng tương lai của tôi. Sáng mắt ra rồi chứ. Cô không biết xấu hổ là gì sao? Dịch nhà quê đòi cướp chồng gái sang sao? Một con nhỏ nhà nghèo như cô mà đòi đi cạnh tranh với tôi sao? Cô thật là không biết xấu hổ. Có lẽ là chồng sắp cưới của tôi chưa nói với cô về tôi chứ gì. Lần này tôi hạ cố ra mặt, chỉ muốn nói với cô một câu: khôn hồn thì biết khuất mắt của tôi đi. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên gặp cô, cũng là lần cuối cùng. Cô hiểu rồi chứ, đồ mặt dày. Tôi không biết. Cô đừng nói nữa. Tôi không liên quan gì tới mấy người hết á. Tôi không muốn nghe mấy người nói nữa. Cô đừng nói gì nữa hết á. Em hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Anh vừa lòng chưa? Em làm tốt lắm. Thôi, mình đi ăn mừng đi.
Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ, dậy ăn sáng cô chủ ơi. Tôi đã nấu súp cho cô chủ rồi đó. Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ. Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ. Tôi chết. Chết rồi. Ai? Cậu chủ, cậu chủ ơi, cậu chủ, con san hô bỏ đi rồi. Tôi không biết cổ đi đâu nữa. Alo, cậu Tự ơi, san hô bỏ đi rồi. Cậu ơi, cậu tìm giúp tôi với. Không tìm được, cậu chủ về giết tôi mất cậu ơi. Giúp tôi với nha. Kiếm ai? Ờ, xin lỗi, tôi nhầm rồi. Dạ, không có gì. Cậu đã tìm thấy san hô chưa? Tìm khắp thành phố luôn cũng không thấy. Nếu san hô mà có mệnh hệ gì, người đầu tiên tôi hỏi tội là cậu đó. Trách nhiệm cậu để đâu vậy? Hay là báo công an đi. Chuyện san hô không dính dáng đến công an. Cậu mà còn nhắc lại công an một lần nữa thì đừng trách tôi. Đi tìm nhanh lên. Cậu tìm không được, đừng về gặp tôi nữa.
Em gái này nhìn kỹ cũng ngon lắm mà nha. Ê, đi đâu vậy em? Mấy người làm gì vậy? Bỏ ra, bỏ ra. Mẹ đó. Tụi bay làm gì vậy? Định giải thoát con đồ hả? Mày cho ai giống? Chạy mày ơi. Cô có sao không? Bọn chúng không làm hại cô chứ? Mà nhà cô ở đâu vậy? Tại sao lang thang ngoài này? Người đẹp như cô đó đi một mình nguy hiểm lắm. Cảm ơn anh, tôi không sao hết á. Cô không còn chỗ nào đi đúng không? Chắc là cô tự tỉnh mới lên hả? Tôi dẫn cô đi ăn nha. Nhưng mà tôi có thể tin anh được không? Tôi vừa mới cứu cô mà. Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn. Cô no thì mới đẹp. Đói nhìn xấu lắm. Đi. Cảm ơn anh. Tôi ra đi đột ngột như thế này sẽ làm anh buồn lắm. Nhưng anh đã giấu tôi nhiều chuyện. Anh có vợ sắp cưới, ba anh và anh đều coi thường tôi như vậy, mà anh cứ giả vờ tốt với tôi. Anh đưa tôi từ đảo về sống với căn hộ mới. Anh thuê hẳn một người giúp việc để lo cho tôi từng bữa ăn. Anh còn thuê người bảo vệ canh giữ tôi nữa. Tôi thực sự không thể hiểu anh làm vậy để làm gì. Tôi quá dại dột, quá ngu ngốc phải không? Tôi không nhớ quá khứ, đó không phải là lỗi của tôi. Nhưng mọi người ở đây đều lợi dụng tôi hết. Tôi trả lại anh ngôi nhà, cô Tư và những thứ anh mua cho tôi. Đừng tìm tôi nữa, san hô. Ông chơi tôi sát dán rồi. Được, để xem thằng Lợi này sẽ làm được gì. Chiều nay cậu đến công ty gặp tôi ngay. Cô lần đầu tiên lên Sài Gòn sao? Không phải, tôi ở được mấy tháng rồi. Nhưng tôi ở nhờ người ta, bây giờ người ta đuổi tôi đi rồi. Đáng thương quá. Một người xinh đẹp như cô đây nhất định phải được ở nhà đẹp. Thôi đi, từ sáng tới giờ anh cứ khen tôi đẹp hoài à. Kỳ quá à. Anh đừng khen vậy nữa. Anh ăn đi. Cô đẹp thì tôi khen đẹp thôi. Tôi thật thà lắm. À, tối nay cô định ngủ ở đâu? Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi đang định tìm đường về đảo. Hay là về nhà tôi đi. Đâu có được đâu. Anh là đàn ông, còn tôi là con gái. Sao vậy được? Cô yên tâm đi, tôi ở với nhỏ em gái. Cô có thể ngủ cùng phòng với em gái của tôi. Nó dễ thương lắm, không cần lo lắng gì đâu. Ngày trước nó toàn trách ba mẹ là tại sao không sinh cho nó một cô chị. Nó thích chị gái hơn anh trai. Cô mà ở cùng với nó chắc nó vui lắm. Cảm ơn anh.